Đâu rồi? Hỏi. Quay đầu cần này. Hả? Quay không? Anh Tài biết quay quay anh Tài. Quay khỏe. Lúc đầu đóng bịch lại nhá, rồi lừ xong bắt đầu vít. Thôi chị mình chạy khỏe này. Lên lên đây quay cho cái. Rồi anh Tuấn rồi. Ui đâu. Bài Tuấn rút cân về. Anh Tuấn cùng dính à? Không. À không à. Tao cùng mình thích bên kia kìa. Tít ngoài. Con này to rồi, đến dòng cơ. Ui, ra từ đường kia cơ. Đang vào rồi. Câu cá thích nhất lúc dòng. Tốc độ máy như thế thôi em ạ. Này, anh quay em cầm vợt một tí thôi, không tí vào em quay. Để đấy em cầm vợt. Ôi giời. Ăn đi ăn đi. Anh ơi. Ôi. Xem à. Anh Tinh ơi. Ăn đi. Ăn đi. Trước cú. Ừ. Tao xem à. Ra tí đằng kia. Ừ. Mày con này khỏe, con này khỏe. Chắc là lấy đóng đuôi con kia. Dạ biết là đóng đuôi đóng. Nếu mà đóng vào sợ nhất là đóng đuôi để kìa. Ờ cái này. Tít ngoài. Hai bơi thuyền ra lấy. Là tít con này lên rồi kìa. Hai lên. Là phao kìa. Con này không phải trôi. Con này không phải trôi. Nhóm mập. Không mập. Vớt sẵn rồi. Phải có dọn về để ăn cướp. Hả? Rồi người ta cách xuống người ta vào câu. Nó vào. Nó một đuôi. Con này chắc 2 cân. Nó đọc vào đuôi tí. Sao con này nó đi lừ lừ này? Hôm nay thì ngon. Đi đưa anh vợt cho. Đây phá bờ. Phá bờ không không nó vào bờ. Cứ cầm trong là có quay đâu mà. Gần tới đây nhìn cá quay. Ui con này to này. Mẹ à? Mẹ à? Mẹ tâu. Ui giời. Mẹ à, mày gặp mẹ tâu rồi. Mẹ à? Mẹ tâu. Đâu sáu à? Cái gì? Cầm đen, mẹ tàu. Ui, mẹ mà, mẹ tàu. Con này to nhỉ? Đóng ngay vào lưng. Mẹ tàu 6 cân thì tầm này bình thường. Bình thường. Mẹ tàu 100.000 một tàn tàu 8 cân. Mẹ ta mới định 6 cân thì được. 100.000 một tàn 8 cân bình thường. Lên mệt rồi. Tính vào lưng. Lái xong rồi. Lái. Rồi, ngon ăn rồi. Nó có một lưỡi à? Còn có một lưỡi. Mang lên, mang lên, mang lên. Câu tứ mẹ, một cái chạy đi đéo. À, ô. Còn hai móc dính lên này. Móc mẹ. Được mang này chạy đi đéo được. Đi. Một có quá rồi. Đây rồi. Con mẹ này cái mẹ này nhá, bọn đồng dân nó làm ngon lắm. Đóng vỏ mang, quả đóng vỏ mang mới đâu. Bỏ 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 cái vây ra đi anh ơi. Một cơ thủ. Quay lại xem nào. Ê ê. Đây. Ngon. Tứ lục. Thôi mang ra anh. Anh Hòa mang cái kia lên chờ con nào. Ui. Bảo anh đâu rồi. Mẹ cái mồm nó khủng ấy. Con này chụp 3 cân ngoài. Thôi, thì tầm 6 cân.
6 cân. Phải hơn. Tầm 6 cân. Được rồi. Tiền cá rồi.